Chào mừng các bạn đã đến với Tết Trần TV. Và ngày hôm nay là một video mà hôm nay tôi đã có mặt tại lễ cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền. Tôi sẽ gửi đến cho các bạn những hình ảnh có thể nói là vô cùng đặc biệt bên trong khán phòng mà tôi được vinh dự được Quang Hải gửi thiệp mời, sau đó đến tham dự và rất là chia sẻ niềm vui với gia đình nhà Quang Hải. Đây là khán phòng ở trong khách sạn Marriott, nơi có diện tích sức chứa khoảng tầm 500-600 khách mời và bao gồm cả bên nhà trai lẫn bên nhà gái. Khách mời của nhà trai thì sẽ ngồi ở phía tay phải và nhà gái thì sẽ có thể là ngồi bên phía tay trái. Thực ra là tôi ngồi ở khu vực nhà trai nên là tôi cũng không để ý bên tay trái lắm. Đây các bạn thấy chữ H, HH tượng trưng cho Quang Hải và Thanh Huyền. Hai chữ H rất đẹp đúng không ạ? Ngày vui, một ngày vui của gia đình Quang Hải. Đây là lúc mà chúng ta đang chờ đợi khoảng thời gian Quang Hải của chúng ta bước vào. Và đây là thực đơn mà chúng ta sẽ được thưởng thức trong ngày hôm nay. Sẽ có salad, khai vị và các món chính các bạn có thể đọc. Trong các món ăn này thì thực ra tôi rất thích món tôm. Các bạn thấy là salad này, rau này, khai vị nem cuốn này, món chính có cá vuộc rất ngon, tôm hào, tôm hàu nướng, có áp chảo rồi. Rất nhiều món ăn các bạn có thể xem lại để các bạn xem rõ hơn. Đây là khu vực sảnh sóng gió đi vào. Nhưng mà ngày hôm nay tất cả chúng ta cùng lắng nghe những lời nói của MC để chúc phúc cho tình yêu tuyệt đẹp này. Và thưa quý vị, đang tiến lên sân khấu chính là chàng trai điển trai nhất, lịch lãm nhất và cũng may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời Quang Hải. Xin chào chú rể Quang Hải, không biết rằng là bây giờ bạn đang hồi hộp này, hớn hở hay là háo hức? Thật sự thì Hải đang cảm thấy hồi hộp và đang chờ đón cái giây phút mà có thể là được dắt tay cô dâu đến đây. Bạn đã nói rằng là bạn đang rất là sẵn sàng rồi đúng không? Cho phép Quỳnh Trang được hỏi bạn lại một lần cuối nữa nhé. Bạn đã sẵn sàng để đón lấy cô dâu tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình cùng nhau tiếp bước trong những hành trình sắp tới chưa ạ? Mình không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Ok rồi. Vâng, một chàng trai rất là thú vị ạ. Và vâng, không để cho quý vị cũng như là chú rể của chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng hướng về phía cửa hội trường để cùng chào đón sự xuất hiện của cô dâu Chu Thanh Huyền trong tay người trai của mình ạ.
dâu Thanh Huyền xin phép được ra mắt và cúi chào toàn thể quý vị khán giả. Và thưa quý vị và các bạn, một khoảnh khắc cũng đặc biệt không kém nữa, chính là một khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng và đầy ý nghĩa để chứng minh cho sự gắn kết bền chặt để bắt đầu một hành trình mới trong cuộc đời này, chính là nghi thức trao nhẫn cưới. Và ngay bây giờ xin phép được tiến lên sân khấu bé Pam và bé Chi, cũng chính là hai người cháu của chú rể, hai thiên thần sẽ cùng mang đôi nhẫn cưới lên sân khấu ạ. Chi ơi, con cùng tiến đến chú rể nào. Xin mời chú rể sẽ cùng tiến lên một bước để đón lại cặp nhẫn cưới của bé Chi nhá. Ôi, xin cảm ơn Chi, một cô bé thiên thần rất là đáng yêu trong buổi tối ngày hôm nay. Biệt này xin mời Quang Hải và Thanh Huyền, các bạn sẽ cùng tiến lên hai bước để có thể cùng nhau thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới. Và thưa quý vị, cặp nhẫn cưới không có điểm đầu cũng không có điểm kết thúc, nó giống như tượng trưng cho hai chữ đồng hành mà chú rể Quang Hải và cô dâu Thanh Huyền trong buổi tối đặc biệt ngày hôm nay sẽ cùng nhau cam kết, cùng nhau đồng hành trong một chặng đường mới, trong một sự hạnh phúc mới, cùng nhau viết nên câu chuyện cổ tích này. Vâng, và trong giây phút thiêng liêng này, xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho niềm vui, niềm may mắn của gia đình hai bên, chú rể Quang Hải và cô dâu Thanh Huyền. Có thể nói đây là những cái nghi lễ rất là tuyệt vời, và để tô điểm thêm cho hạnh phúc của Quang Hải và chú Thanh Huyền. Trong ngày hôm nay thì Quang Hải và Thanh Huyền cũng đã chính thức công bố với toàn thể những vị khách trong khán phòng là cả hai đã sẵn sàng chào đón bé rồng. Chú Thanh Huyền đã mang bầu một em bé và có thể sẽ sinh ngay trong năm rồng năm 2024, một điều rất tuyệt vời. Quang Hải đã có cho mình rất nhiều những thành công trong sự nghiệp cầu thủ, và bây giờ sẽ là một bước tiếp theo, một chương mới với chuyện gia đình, đó là cưới vợ và đẻ con. Ta sẽ cùng nâng ly lên để chúc mừng cho Quang Hải và chú Thanh Huyền các bạn nhé. Và quý vị ơi, những ly rượu vang của chúng ta đâu rồi ạ?
chàng đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng để cùng nhau nâng ly, cùng nhau đếm ngược 3, 2, 1. Như một lời chúc phúc một lần nữa, một lời chúc phúc chân thành nhất, tuyệt vời nhất để gửi tới gia đình hai bên cũng như là chú rể. Gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến tất cả mọi người trong ngày trọng đại của vợ chồng con cũng như là gia đình con ngày hôm nay. Thật sự thì vợ chồng con cũng như là hai bên gia đình cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có từ sự có mặt của tất cả mọi người, và đặc biệt ngày hôm nay thì phải vô cùng là vinh dự khi có được sự có mặt của các vị lãnh đạo, gia đình của bác Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay để có thể chung vui cùng gia đình chúng con. Và không biết nói gì hơn thì con xin được gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người, và mong mọi người sẽ có một kỷ niệm đáng nhớ tại buổi tối ngày hôm nay cũng như là ngày trọng đại của vợ chồng chúng con. Con xin chân thành cảm ơn. Xin phép được mời cha mẹ của cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tiến về phía các vị khách quý để đưa những ly rượu cảm ơn tới tất cả các vị khách quý trong buổi tối ngày hôm nay. Và lời cảm ơn của chú rể Quang Hải vừa rồi cũng chính xin phép được chính thức khai tiệc trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Một lần nữa xin cảm ơn. An toàn Quế Công Hải với anh Hiếu Bạn Bảo Hân. Xin phép được mời anh Quế Ngọc Hải, Văn Toàn và Bảo Hân ạ. Ba nhân vật đặc biệt đầu tiên chúng ta lên sân khấu trước ạ. Game này thì ai mà hay tham gia lễ cưới giống như anh Trang thì chắc là sẽ rất là quen thuộc với cái thử thách này rồi. Dạ, mời anh lên sân khấu ạ. Mời chúng ta sẽ có 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xin mời anh Văn Thanh nữa cho đủ bộ 8 ạ. Đấy, cho số 8 cho Lộc ạ. Rồi ạ, em cảm ơn anh. Rồi, mọi người ơi, có thể dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón cho 8 nhân vật đặc biệt xuất hiện cùng với cô dâu và chú rể đúng không ạ? Rồi, bây giờ em sẽ công bố luật chơi nhé. Nếu mà không hiểu thì hỏi lại em nhé. Luật chơi rất đơn giản thôi. Chú rể Quang Hải và cô dâu Thanh Huyền, hai người sẽ lần lượt đọc 10 món đồ. Và mọi người sẽ có 30 giây trong mỗi lần gọi để có thể đi tìm những món đồ đấy. Món đồ đó có thể đến từ chính bản thân mình hoặc đến từ bất kỳ một quý vị khán giả nào, nhưng trong khuôn viên của toàn bộ khán trường này thôi ạ. Mọi người hiểu rõ luật chơi chưa ạ? Mỗi lần sẽ có 30 giây nhá. À, run quá chưa biết đó. Ok, rồi, game này của em nhá. Chúng ta sẽ có 10 lần gọi một món đồ đặc biệt. Chú rể và cô dâu sẽ cùng đọc món đồ đó, 10 món đồ tất cả. Đọc tên món đồ nào, mỗi người sẽ có 30 giây để đi tìm món đồ đó. Nó có thể đến từ chính bản thân mình, hoặc đến từ bất kỳ một quý vị khán giả nào, hoặc đến từ một góc nào cũng được, miễn là chỉ trong khán phòng này thôi ạ. Ok chưa? Cánh gà cũng được ạ, đến từ đâu cũng được ạ. Thế thì cái này chắc phải về Hải dịch giúp em rồi. Ok, rồi. Lady first trước nhá. Rồi, Huyền đọc cho mình số 1 đi ạ. Một thỏi son môi màu đỏ. Vâng, 30 giây bắt đầu ạ. Một thỏi son môi màu đỏ ạ. Nhanh mọi người ơi, 5 giây đã trôi qua rồi ạ. Chúng ta sẽ cần một thỏi son môi. Quỳnh Anh đầu tiên, Bảo Hân thứ hai. Có vẻ là những người bạn của bên phía cô dâu này nhanh nhở. Rồi. hai thỏi nó cộng nhất đôi điểm không ạ? Rồi, chị Linh ơi, mình đã sắp xếp người cho em tổng điểm của mọi người nhá. Rồi ạ, à, đủ người chưa ạ? Rồi, đấy đủ hết rồi ạ. Vâng, nên ai là người cuối cùng ấy nhỉ? Thôi chết rồi, trọng tài quên mất ai là người cuối cùng ấy nhỉ? À, anh. Rồi, cái này coi như xé nháp nhá. Xé nháp chơi lại từ đầu. Okay.
chúng ta sẽ xé nháp chơi lại từ đầu nhá. Có ba giải nhất từ từ ạ. Mình có phải chơi hết mình đi mới có giải ạ. Giải. Đã. Xé nháp, bây giờ là xé nháp, bây giờ mình chơi lại này. Ôi, chú lại đọc cho em này tiếp theo. Số 2. Ông ơi, chuẩn bị ạ. 1 chiếc thắt lưng da màu đen mọi người ơi. Đúng rồi. Chị Hoa Mimi số 1 ạ. Và một cái điểm cao nhất ạ. Quỳnh Anh ạ. À, ta phải thấy Văn Thanh ạ. Xong đến chị Bảo Hân. Mọi người ơi, em sẽ vẫn còn một phần quà nữa, anh nhầm, một phần game nữa.